Vâng, kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi về chủ đề giảm cân như thế nào là hiệu quả. Như các bạn đã biết thì người xưa vẫn thường nói đối với chị em phụ nữ chúng ta là nhất dáng nhì da. Thế để đạt được cái tiêu chí này thì chúng ta cần phải chú ý 3 cái điểm. Thứ nhất đó là phải có cân nặng hợp lý. Thứ hai là chúng ta phải có cái vóc dáng cân đối và thể hiện bằng số đo của 3 vòng. Và thứ ba là chúng ta phải có cái làn da sáng, đẹp và có tính chất đàn hồi. Tuy vậy thì với vấn đề giảm cân thì chị em phụ nữ thừa cân béo phì thường gặp phải cái khó khăn. Đó là chúng ta vẫn có cảm giác thèm ăn, vẫn muốn ăn thêm thực phẩm. Và chúng ta cảm giác mệt mỏi khi mà thiếu năng lượng. Và đặc biệt khi là giảm cân thì thường là chúng ta bị giảm cả vòng 1 và làm cho vòng 1 bé đi và chảy xệ. Ngoài ra thì cái làn da của các bạn cũng bị sạm đi và không còn khỏe đẹp nữa. Vậy làm thế nào để chúng ta giảm cân một cách hiệu quả, cơ thể lại không mệt mỏi và chúng ta vẫn giữ dáng đẹp? Là người làm dinh dưỡng thì chúng tôi cũng đánh giá cao cái viên sủi giảm cân Detox Slim, bởi vì đây là một cái sản phẩm được sản xuất với các cái nguồn nguyên liệu hoàn toàn là nguồn tự nhiên, như là quả bứa, lá sen, rào cổ lam và chitosan. Thì với những nguyên liệu này sẽ tạo ra một cái cơ chế giảm cân thông minh, tức là giúp cho bạn giảm được cảm giác thèm ăn, ngoài ra lại giúp ngăn ngừa hấp thu, tăng cường chuyển hóa chất béo, đào thải chất béo, thì sẽ giúp cho cơ thể chúng ta tạo được nguồn năng lượng từ chất béo dự trữ và làm cho chúng ta không mệt mỏi khi mà chúng ta ăn một cái chế độ giảm cân và vận động thể lực hợp lý. Bên cạnh đó thì trong cái sản phẩm Detox Slim còn chứa sâm tố lữ, giúp cho các bạn khi giảm cân thì sẽ làm cho cái vòng 1 của các bạn vẫn săn chắc và không bị bé đi. Và sâm tố lữ cũng giúp cho điều hòa nội tiết và giúp cho cái làn da của các bạn vẫn sáng, đàn hồi và đẹp. Thế để giảm cân thì chúng tôi khuyên là bạn có thể dùng viên sủi giảm cân Detox Slim khoảng 30-40 phút trước khi ăn, và chúng ta dùng một viên. Thì khi sau 30-40 phút thì chúng ta đã đạt được là giảm được cái cảm giác thèm ăn, giúp cho chúng ta giảm mà tiêu thụ năng lượng từ nguồn chất bột, chất béo, và kết hợp với cái tăng cường vận động thể lực hợp lý thì giúp cho bạn giảm cân hiệu quả. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.